bốn kiểu rồi. Ai mà sao không chắc? Chưa, người ta rút ra đi rồi hả? Mở sẽ mở dây chì được. Siết dây chì luôn. Tụt ra mới tụt mà. Chưa, nó có nào sạch. Cái đầu bên kia sạch á, cái đầu bên đây dơ nè. Đầu bên đây quay đất không, đầu bên đó sạch á, đầu bên đó ta cặn không à. Đụng nó đất không vừa cái dao chặt đây nè. Rửa đi, đi qua rửa đi. Để nó cái vỏ đi rửa. Rửa ấy ra để chặt kìm nướng ngày mai không có gì nướng. Cây ngời xong cái ngời. Bỏ mang nhầm cái chung. Ủa cái thớt đâu? Thớt trong đây nè, cái bóng mẹ. Lấy giùm coi cái dao luôn coi. Cái kéo bén hả? Cắt kéo. Thớt này ấy, thớt này bán. Dài. Dịch Bắc Kinh, dịch Bắc Kinh phải dài thôi chứ. Có dễ dở cái gì bự hay chưa? Không thấy cái dĩa này hả Hậu, mà còn hỏi nữa Hậu. Cái dĩa lấy dĩa mới bỏ thịt vô rồi được. Miếng tỏi. Ồ, được nè. Giống không? Thêm. Cây móc cái sắt của tôi bộ hàng để tháo gà gì tháo gà để cái gì không gì chứ có hết trơn gì chị không có em lấy gì chị này đó với sàn à. Trong cái bụng có gì trong có tỏi. Ồ tỏi không gì phải cắt vài tép xả bỏ vô còn yếu tay ngày chưa mình mới thử quay mới thử quay thôi con đầu tiên à. Cái này là phải sắc ga mới được. Gì? Chính chưa? Tim gan không hỏi. Ơi mày nghĩ sao mà nướng mấy tiếng hồn mà không chín. Có chấm gì không mấy tía không lấy chấm. Chấm cái tiêu ớt vậy. Ớt đi. Muối ớt mặn chanh vô. Ớt mặn chanh là dịch Bắc Kinh ớt mặn chanh là thầy đó. Đậu chắc dữ thiệt. Lấy cái bóng đèn lấy cái ghế vô đây nè Hà Phong ơi. Tháo cái bóng đèn trong bếp nè. Dạ. Còn chỗ ngồi không? Còn chỗ ngồi không? Ta quay ta sáng mà. Để ta quay mà. Vô cái ghế bắt cái bóng đèn. Cái này là bộ mặt nào ngon nhất cô ấy. Phần nào ngon mới mùa hôm Tết. Cái đùi là ăn hết nửa con vịt. Con vịt nó mười cái đùi luôn á. Xẻo thịt nữa. Cũng đúng bài quá ha. Sắp cũng theo tự từ lớn đến bé. Xuống cái dĩa luôn. Coi gì có chặt mấy này ra không? Phải cầm như cạp mẹ luôn ha. Thì cứ xẻo cái đi rồi hồi cứ băng hai ra. Dạ, đúng bài luôn. Này nè, xẻo hai cái đùi trước đi. Chúng bạn ha. Để đùi trong đó. Ừ, để đó rồi hồi xẹt hai ra. Xẹt. Không chín hồng đào luôn kìa. Vậy đó mới chín quá, nó khô quá, thịt đâu còn tôi nói là đây là tỏi nè. Tỏi mẹ chặt làm mau đứng cái tao thui luôn này. Ủa đó cái này một câu nè là quý ngon lắm đấy. Ngon lắm đấy nữa. Làm đầu bếp được đấy. Sao rồi tao nghe không ta? Không phải là không có chặt chắc. Chết chết thiệt.
câu quyết định. Mình quyết định đúng không? Chặt, ừ. Định là phải như vậy. Mình đang quyết định mà nó kêu chặt sáu của thằng luôn. Mình phải làm lâu lâu mình phải làm một hai pha hài hài chứ, chứ mình dư sức biết chặt sao mà phải không? Không phải làm hài hài ai cũng làm như vậy thì người ta đâu thích, mình làm gì người ta mới thích. Phải hài hài đâm ban được chứ, nhiều lúc người ta cũng vậy mình cũng vậy. Chào bộ ơi, tối nay nhậu không quậy nghe. Ngủ hay vậy, điện mà chính chứ. Trời, ba điện rồi. Ngủ à? Chút phá chịu phá xe luôn giờ. Ở đây chứ đi đâu chợ. Mấy kia nhưng mà tính. Uống bữa nay đầu thử bữa nay cho té té thôi. Cái thằng đó kìa, nó hồi tối không có sỉnh mà nó té rồi kinh đó. Uống sao mà tao dưới mà anh bảy mày sỉnh đó mày. À, đủ ngày đúng không? Đủ ngày đúng không? Tao mày dậy được. Tôi tỉnh. Uống gì sỉnh gì. Mồi ngon mà ta làm một ta lon là được rồi. Giao thôi lục thông cảm mấy ngày. Bây giờ có bén con bị bén chút là mình chặt đẹp đó mấy bạn. Chung thì buổi tối là chỉ có nhiều thầy thôi. Quá lên phải chia ra hai dĩa mới được rồi. Sau một cách sao sao chặt phanh thay gánh ra mà được một dĩa mà. Chi chi bớt qua bên đó cái nữa. Sắp rồi ha, thứ tự ha. Cũng có hai dễ gì hết. Chắc cắt khúc này quá. Quay rồi bà lên đi, bà ngồi nè, quay cho bà lên bà thấy trên truyền hình rồi. Quay đi con gặp mấy đồ ngang luôn. Giả bộ quay thôi ha. Lâu lâu cậu cháu lễ lọc rồi mới về hội tụ rồi. Vui vẻ. Thức ăn không chứ đâu quay mặt mày gì đâu, chủ yếu là quay đồ ăn cho người ta xem vì trời chắc nãy giờ mấy bạn cũng nhiễm nước miếng rồi. Cánh là chú bay nhiều rồi nó chạy rồi sắp hết nữa đó luôn hả? Rồi nhiêu được rồi. Sắp đi đâu ạ? À? Nhậu qua hết, mẹ đi chiều cho ai nữa mà chiều. Giờ trước nhậu chứ đâu mà. Đó. Rồi sao? Đi từ từ. Không hết thì mai quất. Nhậu mà Nghi chắc này chắc 1 phút 30 giây à. Mấy suốt của Long không à.
Rồi xong ra. Rồi công đoạn bên đây là nước chấm. Tạo hồ chấm. Mật nó còn không? Chấm ăn chanh nha. Chanh với chia ra. Mật với nó còn không? Thay muối muối hồi nãy anh ta đem về đó nè, ăn vô á. Mật về. Đây, 30 tháng 4. Nhiêu đây? Lại về mấy em như cháo rồi bấm ồ bây giờ xoài nữa hả ngâm lên hồi đó ăn uống ok được rồi rồi đâu rồi ra xử đi. Trung Vĩnh này chia làm hai chén á. Ta làm gì? Cái nhậu đi lấy chim gì thì quay cái này nữa sao mình bóp cũng thôi. Ồ, đây dịch nướng. Nướng Bắc Kinh. Chỗ này tao cúng con chưa cúng nhà cũng cay. Trời nó lạnh vui vậy. Rồi lên đi, vô đi. Đem để cái gì? Cho anh. Cái dĩa dịch kia nè. Sẵn rồi. Dỗ quay lắm sao mà nhậu dữ à? Đâm dỗ đâu? Xài sao con lấy cái ốc xài gì đâu à? Không đi đâm dỗ đâu? Đốt bên nhà có ốc rồi. Rồi vô. Đây này nha các bạn, vịt phải chấm với muối tiêu ớt. Càng để ớt càng nhiều, ai ăn cay thì để nhiều, còn ai ăn cay ít thì cũng để nhiều cho luôn tôi. Tôi. Tại vì ăn tập ăn cay chứ không gì. Được. Bắt buộc là phải cái này phải chấm phải cay mới được, mới ngon nha. Không lì gì vậy? Không lì không ngon. Không ngon chỗ này, nó bự quá. Nãy giờ là quá trời. Nó thiệt, nãy giờ là thèm dữ lắm rồi. Nãy giờ no. Ly nó còn hàng ly không à? Ừ, ly nhóc đi cô. Ồ rồi đứt rồi. Gác mấy bó ớt luôn rồi vô. Đây, giờ mình chơi trước đi. Còn quay nữa hả? Còn chứ. Clip này dài lắm. Mà tiếng mấy.
nãy giờ mấy triệu đô à. Nãy giờ là bốn mấy phút rồi. Không thì có nữa, có gì cắt một số khúc nó bị ấy. Đặng mày giá thêm thùng bia ra, mày đáy ra đi. Tại vì mày dọn này qua bên cái mày ướp thêm chung chứ không uống hòn chút bắt đỡ nữa ha. Gái ăn lấy thùng bia lấy quên. Gái ăn không à. Gái ăn không mà. Chị Văn Hà. Ăn rồi lấy chén ra ngồi. Lạnh cũng quên luôn. Đây cái cắm đưa cái ly có làm gì đưa cái ly họ cũng dần vàng bánh rồi trời. Ban đêm thì nó em quấn thấy... hai anh chị quấn hai bà tám bà tám qua nhưng mà nó rất là ngon chấm với chấm thích hà bữa đó thở hai mày đưa cho mày đã ẩm bên mày đã quá tuyệt luôn các bạn ơi. Dưa thịt dưa chín tới nè, dưa chín tới này, đúng rồi cho nó ấy nữa tạo. Sau một cái chiến tích thì chỉ còn có nhiêu thôi. Ô đầu giò cháo cánh gì nè. Ừ. Khê luôn rồi đó. Còn gì ta, đầu với gì